Chuyện tình Vai Z và Ngọc Kem luôn được cư dân mạng chú ý suốt thời gian qua. Cách đây không lâu, cả hai xuất hiện tại một sự kiện, bạn gái nam streamer khiến cư dân mạng náo loạn với nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp. Vai Z và Ngọc Kem là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của công chúng sau khi công khai hẹn hò. Mới đây, cặp đôi lại khiến dân tình siêu lòng với khoảnh khắc tình bể bình trên mạng xã hội, hút gần 5 triệu lượt xem chỉ chưa đầy một ngày đăng tải. Đặc biệt, nhan sắc của Ngọc Kem, bạn gái kém 11 tuổi của nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen có cánh của dân mạng. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng cô nàng khá giống mỹ nhân Triệu Lộ Tư trong khoảnh khắc này. Ngọc Kem gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo trong mẫu váy cổ yếm phối van nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ. Cô nàng lựa chọn kiểu tóc búi cùng tông trang điểm nhẹ nhàng để diện mạo thêm phần cuốn hút, tôn lên làn da trắng sáng. Phong cách này cũng được cho là vô cùng hợp và làm nổi bật được vóc dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn của bạn gái Vai Z. Vai Z và Ngọc Kem bắt đầu rộ lên nghi vấn hẹn hò từ tháng 4 năm 2024. Cặp đôi được bắt gặp đang đi chơi cùng nhau và có những hành động thân mật. Ở thời điểm đó, cả hai không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận thông tin mà vẫn quay clip chung, livestream chung cực vui vẻ. Thậm chí, có không ít hành động đánh dấu chủ quyền, được cho là ngầm xác định quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, vì chưa chính thức lên tiếng nên dân tình cực kỳ nhiệt tình đẩy thuyền. Dần dần, cặp đôi công khai mối quan hệ bằng loạt động thái tình cảm. Thậm chí, Vai Z và Ngọc Kem còn đưa đối phương ra mắt gia đình và nhận về nhiều lời chúc mừng từ fan. Trong một lần livestream cùng nhau, cặp đôi đã chia sẻ lại khoảnh khắc tỏ tình của Vai Z dành cho bạn gái kém 11 tuổi. Câu nói khi tỏ tình của Vai Z được anh tường thuật trực tiếp lại cho người xem, "Bây giờ em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Em đồng ý đi để anh đỡ lo, anh yên tâm làm việc." Tuy nhiên, lúc này Ngọc Kem không đồng ý ngay thì anh chàng còn bồi thêm một câu siêu đáng yêu, "Lỡ ngày mai em chán anh, em bỏ anh thì sao?" Sau đó, Ngọc Kem cũng cho biết ở thời điểm tỏ tình thì cô suy nghĩ cách đồng ý sao cho đặc biệt nhất. Hiện tại, cặp đôi này đang trong mối quan hệ tình cảm 2 tuần sau lời tỏ tình này. Ngọc Kem, tên thật Trần Nguyễn Hồng Ngọc, sinh năm 1999, là một TikToker nổi tiếng với hơn 2,9 triệu người theo dõi. Cô nàng cũng là một KOC có tiếng trong lĩnh vực livestream thời trang, lọt top 8 chung cuộc của KOC Việt Nam 2023. Bạn gái Vai Z ghi điểm với nhan sắc kẹo ngọt, dễ thương, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng sáng. Vóc dáng thon gọn cùng vòng eo con kiến của Ngọc Kem cũng thường nhận được nhiều lời khen có cánh từ dân mạng. Với chiều cao khiêm tốn chỉ hơn 1m50 nhưng Ngọc Kem vẫn gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung, thời thượng. Cô nàng cũng thường ưu tiên lựa chọn những item hách dáng, sành điệu để vẻ ngoài thêm phần thu hút như áo phông, baby tee, crop top, quần ống rộng. Được biết, Ngọc Kem tốt nghiệp ngành bảo hộ lao động trường Đại học Công đoàn, Hà Nội. Cô cũng từng gây sốt với video flex các loại bằng khen học sinh giỏi quốc gia, giải nhất các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh, khiến ai cũng trầm trồ. Về Vai Z, tên thật Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1988, là streamer nổi tiếng với cư dân mạng với vị trí thành viên tứ hoàng streamer, ba người còn lại là Độ Missy, Piu Piu và Semesis. Hiện tại, page Vai Z trên Facebook đang có gần 4 triệu người theo dõi. Vai Z còn là nhạc sĩ với nhiều bài hit nổi tiếng Trời Giấu Trời Mang Đi, Yêu Được Không, Thằng Điên, đồng sáng tác với Justati.